Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thủ tướng không cầm được nước mắt khi nhắc đến hậu quả siêu bão Yagi. Ghi nhận từ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đã nỗ lực hết mình. Chúng ta đã tìm phương pháp tốt nhất trong các phương án có thể. Chúng ta tìm cái còn trong cái mất. Song mất mát không gì có thể bù đắp được là tính mạng và tinh thần của người dân, những gia đình có người thân thiệt mạng. Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động nói. Sáng ngày 12 tháng 9, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về khẩn trương khắc phục hậu quả bão Yagi, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Đây là hội nghị thứ hai của Thường trực Chính phủ sau cơn bão, được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Ông yêu cầu ban hành nghị quyết trong ngày mai 16 tháng 9 để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia sẻ, chia buồn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các cơ quan, địa phương, đơn vị và nhất là những gia đình có người tử vong, mất tích, bị thương do siêu bão số 3 gây ra. Thủ tướng nhiều lần nghẹn giọng, bật khóc khi đề cập tới sự tàn phá, hậu quả nặng nề và những mất mát thiệt hại của người dân, của đất nước. Phát biểu kết luận, người đứng đầu Chính phủ đánh giá siêu bão Yagi là cơn bão lịch sử với các yếu tố, cường độ rất lớn, giật đến cấp 17, tốc độ cao, sức tàn phá lớn, phạm vi rất rộng, đối tượng tác động nhiều, thời gian oanh tạc dài trên đất liền trên diện rộng, gây thảm họa về sạt lở, lũ ống, lũ quét kinh hoàng. Hậu quả rất nghiêm trọng về người, tài sản, tác hại đến sản xuất, kinh doanh, sinh kế và đặc biệt là tâm lý của người dân. Thực tiễn cho thấy công tác dự báo, cảnh báo cơ bản sát tình hình, ngoài trừ một số yếu tố như hậu quả của hoàn lưu bão chưa thật chính xác. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả bão rất đồng bộ, quyết liệt, bài bản dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế. Dù vậy, bão số 3 và hoàn lưu bão vẫn gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Đến thời điểm này, đã có hơn 350 người chết và mất tích, hơn 2.000 người bị thương, 230.000 nhà ở, nhiều trụ sở, trường học, cơ sở khám chữa bệnh bị tốc mái, hư hỏng, gần 70.000 nhà bị ngập, trên 190.000 hecta lúa, 48.000 hecta hoa màu, 31.000 hecta cây ăn quả bị ngập úng thiệt hại, hơn 3.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, hơn 21.000 gia súc và trên 2,6 triệu gia cầm bị chết. Nhiều cơ sở hạ tầng bị tàn phá, tình trạng sạt lở, ngập lụt, chia cắt giao thông cục bộ xảy ra ở hầu hết các địa phương. Chúng ta đã nỗ lực hết mình. Chúng ta đã tìm phương án tốt nhất trong các phương án có thể. Chúng ta tìm kiếm cái còn trong cái mất, song mất mát không gì có thể bù đắp được là tính mạng và tinh thần của người dân, những gia đình có người thân thiệt mạng, Thủ tướng xúc động nói. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh các mục tiêu sắp tới, không để người dân nào phải thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói, bị rét, thiếu nước sạch, không có chỗ ở, các sinh hoạt thiết yếu hàng ngày. Ông cũng yêu cầu khắc phục hậu quả siêu bão số 3 có hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân về tinh thần và vật chất, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát tốt lạm phát và phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm khoảng 7%, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp sắp tới. Thứ nhất, nhóm 6 nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục hậu quả bão, gồm tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, bố trí chỗ ở tạm thời cho người bị mất nhà, có nhà hư hỏng, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước sạch cho người dân, cứu chữa người ốm đau. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu rà soát, kiểm tra bằng mọi cách tiếp cận những nơi bị chia cắt, cô lập để hỗ trợ tiếp tế người dân. Tập trung cả hệ thống chính trị, các lực lượng người dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, không để mất điện, mất sóng viễn thông và các dịch vụ thiết yếu. Sửa chữa ngay cơ sở y tế, giáo dục để các cháu được tới trường, người bệnh được chữa bệnh. Thứ hai, nhóm 8 giải pháp ổn định tình hình cho nhân dân, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu rà soát, thống kê thiệt hại của nhân dân và nhà nước, hỗ trợ ngay cho người dân bị thiệt hại, cố gắng ổn định tại chỗ như bố trí chỗ ở tại nhà văn hóa thôn,
bản, cơ sở của công an, quân đội trên địa bàn. Cạnh đó, thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ, giải quyết hậu sự cho những người xấu số, giải quyết chính sách theo quy định. Ông cũng yêu cầu rà soát các thôn bản bị vùi lấp, các gia đình mất nhà, tổ chức tái định cư tại nơi an toàn, chậm nhất tới 31 tháng 12 phải hoàn thành. Đặc biệt yêu cầu nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, nhà ở có nền cứng, vách cứng, mái cứng. Song song với đó, rà soát, thống kê, sửa chữa các trường lớp, thiết bị để trong tháng 9 này tất cả các học sinh đều được trở lại trường, kết nối giao thông thông suốt, làm tốt công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các địa phương thống kê thiệt hại, đề xuất hỗ trợ cho các gia đình, nghiên cứu miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng. Thứ ba, nhóm các giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh. Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê thiệt hại các cơ sở sản xuất kinh doanh để khôi phục trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Ông yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, hệ thống ngân hàng nghiên cứu chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ, chính sách tín chấp, gói lãi suất không đồng. Bộ Tài chính được yêu cầu nghiên cứu giảm, giãn, hoãn thuế, phí, lệ phí. Bộ Công Thương đảm bảo vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh. Ngân hàng chính sách xã hội có phương án cho vay các hộ gia đình, ngành bảo hiểm thanh toán kịp thời cho các thiệt hại của doanh nghiệp, người dân. Thứ tư, nhóm các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan xây dựng triển khai chương trình khắc phục hậu quả bão lũ, khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng đề án chống hạn mặn, sạt lở, sụt lún tại đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng đề án khảo sát, đánh giá, phòng chống sạt lở trên cả nước. Thứ năm, nhóm nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thứ sáu, nhóm nhiệm vụ là đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đồng thời phát huy tinh thần tự lực, tự cường. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục kêu gọi tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đùm lá rách hơn, phát huy tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, tất cả vì nhân dân, vì đất nước. Cùng với yêu cầu khen thưởng các tổ chức cá nhân làm tốt, nhất là những người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, Thủ tướng chỉ đạo phê bình và xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, lơ là, không hoàn thành nhiệm vụ. Từ Yên Bái, Thủ tướng đến Lào Cai thị sát hiện trường vụ sạt lở tang thương tại thôn Làng Nũ. Ghi nhận từ báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thị sát hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nũ, Lào Cai, khiến gần 100 người tử vong và mất tích. Chiều ngày 12 tháng 9, ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào Cai để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Điểm đầu tiên Thủ tướng tới thị sát là hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, đã khiến gần 100 người tử vong và mất tích. Lào Cai là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ thiên tai hiện nay. Đặc biệt, đây là địa phương thiệt hại nhân mạng nặng nề nhất tới thời điểm này, với nhiều vụ sạt lở rất nghiêm trọng. Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, bão Yagi, từ đêm ngày 7 đến ngày 11 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, gây ngập sâu, thiệt hại rất nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng của nhà nước, nhân dân. Theo báo cáo của các địa phương, đến 7 giờ ngày 12 tháng 9, toàn tỉnh Lào Cai có 246 người chết, mất tích, bị thương. Trong đó, 82 người chết, 95 người bị mất tích và 69 người bị thương. Tổng số nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi trên toàn tỉnh là 9.172 nhà. Hiện nay còn 97 thôn trên 25 xã bị cô lập, người dân chưa đi lại được do ngập lụt, sạt lở đường giao thông. Tổng thiệt hại tài sản ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Tỉnh Lào Cai và các bộ ngành, cơ quan đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng tại thôn Làng Nũ, tổng số lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn hiện nay là 650 người, trong đó có 359 người địa phương và 300 chiến sĩ thuộc quân khu 2. Ngoài vụ sạt lở tại thôn Làng Nũ, vụ sạt lở tại thôn Nầm Tông, xã Nầm Lúc, huyện Bắc Hà đã làm vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà, khiến 7 người chết và 11 người bị thương.
đến sáng ngày 12 tháng 9 vẫn còn 11 người mất tích. Tỉnh Lào Cai và các huyện đã tổ chức nhiều đoàn công tác xuống thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn, đồng thời hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có người thiệt mạng 25 triệu đồng trên một người, người bị thương 5 triệu đồng trên một người. Các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã đến tặng quà, thăm hỏi những hộ dân vùng thiên tai với 100.000 suất quà cùng nhiều nhu yếu phẩm, trang thiết bị. Các huyện đã tiếp nhận cấp bách, phân bổ kịp thời cho nhân dân vùng thiên tai. Tuy nhiên, một số xã còn bị chia cắt, cô lập, chưa tiếp cận được nên việc tiếp tế gặp rất nhiều khó khăn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!